gì đó hả? Đánh bài. Trời ơi, đánh bài hả? Hay là lên bài? Đang soạn bài. Nhau cái này ngày ấy có tựa ta là lên bài. Lên vui. Không ai kiếm được nhanh tờ sẽ thế em đâu em. Đừng có leo trèo ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây. Lần trước là tôi là coi như là lò cuốn lò từ vô mà tôi bị đuổi. Hôm nay tôi phải thể hiện cái quyền lực MC của mình, tôi tấn công vào cái địa bàn này. Dạ bữa nay em xin chào. À, lớn à? Lớn à? Ồ, con khá mà lớn. Dạ, dạ. Lớn may lớn anh nhưng mà cái lớn anh nhỏ thế này quá. À, bây giờ cũng đang lớn sao mình thấy cuộc sống cũng như người chép. Chép? Chép, chép. Dạ, thì cái bạn mất rồi. À, rồi giờ sao? Giờ chép được chép biết được không? Không, bây giờ không được chép được. Ủa sao vậy? Ok. Ok. Sao? Nhìn sao? Sẵn tiền bài kem đi. Sao em? Màu sắc là bi kịch. Bi gì? Dạ. Bi kịch đó. À, những bi kịch thì giờ nói là bây giờ sau đây tôi sẽ triển khai một cái phân đoạn diễn bi kịch. 1, 2, 3 là nhạc màu khóc không? Đúng, đúng. Ê, được nha. Khóc thì đang làm gì nè? Nó làm gì nè? Sau đây tôi sẽ xin lỗi. Nó có hai, Trời ơi. Sau là nó nghe đã có làm gì được những cái người ta được người ta giỡn thì mọi người ta ủa quá trời quá trời có chia sẻ những cái này lên phòng của chị Lương Bích Hữu rồi chị Lương Bích Hữu cũng hỏi cha gì đó cái là sai gì vậy không nghĩ là chị Lương Bích Hữu hỏi gì lĩnh mà chia sẻ chuyện khác mà vậy nữa người ta không hỏi là tại người ta không có biết học không có hỏi không người ta có hỏi nhưng mà hỏi vấn đề khác thì đó hỏi như thế là giống như là người ta hỏi là làm ăn cơm chưa kiểu vậy chứ mà hỏi chắc giờ dễ nữa mà dễ mà vui nữa cái nè dần gì nè nó sẽ có hai cái một là cái này là nó coi tới trên TikTok nha một cái clip đi kịch ngồi khóc thì như vừa khóc xấu á trời mà xấu lắm kiểu khác nó đẹp lên đó là cách còn cách nữa à, sau đây em sẽ chia sẻ tất cả mọi người công việc bi kịch của em như hết bao giờ luôn mà cái nhạc vui cũng được nhưng mà, nhưng mà phải khóc như là kìa bữa em cái bước ra rồi xong rồi cái vậy thôi cái buồn cười bị chờ nó nói chuyện trên thảo luận được vào nha chốt mà quan trọng làm sao có nước mắt thì nó mới hay nha khỏi mắt á nhỏ như là bê là chà vàng vậy nước mắt anh không ăn thịt cho mắt nhưng mà kệ lấy nước suối nhỏ cho mắt đi xin gì nghe rồi xin cha để cha ra toilet mà được tí nước mũi nước đè đó này thôi làm gì nè mua cái chậu gió đó nhỏ vô đó đi xin gì em một clip bao giờ xong mù đu lên đường đó đi xin cho anh thôi tức là cũng được làm việc với tới hôm nay thôi tới nay thôi thì hết giờ này nghỉ nghe cái đường đâu vậy thôi tiếp tiếp em thôi hết giờ hết giờ có gì nữa cô cháu tôi khi giờ là cô ta cũng giáo tôi trong nước bình thường à chứ giờ giờ là cái em ai nào nhân xếp bạn trả lời cô trong nước bình thường ai đó trong nước có nghĩa là thì là sự so sánh giữa lúc cô giáo lúc cô giáo mà có giáo viên khác gì vậy nhưng mà cái đó phải vấn đề là phải nó cũng rất là tế nhị mình làm cái vậy vô mình chung người ta thấy đánh trống cho thằng cô giáo không tốt hả? Ờ đúng không mình cho nó nhẹ nhàng lại ví dụ như là cô giáo vô dạy rồi con vậy hả nó là đời thường nó đời thường mình không khai thác cái mặt tiêu cực của cái nghề nhà giáo nó rất là đời thường hơn con ờ rồi con thì nó bình thường rồi xong rồi tới bắt đầu cái chuyện giờ cô mời con nhận mời con truyền cho cả nước những cái nguồn năng lượng tích cực mà cô học từ việc quản lý đại diện hiểu không à. Đúng rồi. Kiểu này đó cái mặt của mình luôn không nhưng mà cái này là chia sẻ thật nha hồi xưa mà anh đi học á anh đi học những cô á mà dạy bình thường không sao cái chuyện giờ mới tức dày lắm đó chuyện giờ mới tức dày đó đó mình khai thác được cái đó nó dễ thương đúng rồi dễ thương vậy thì mình làm cái khúc đầu á là cô giáo trong chuyện giờ bình thường nghe cái bài cho cô đi các em ơi các em nhớ bài chưa ok chúng ta vô lớp học nha một hai câu đó rồi hai câu ngắn thôi nha mình nhấn cái nhấn là nhấn cái sau đó. À. Bạn ơi, ai nào tú quá cả lớp tặng các bạn một cái gì? Tràng pháo tay. Alo, cái tiếng ca càng nó over lên. Không biết làm thế nào.
lao động ý tưởng anh không? Anh tới rồi. À, anh tới rồi. Anh giúp người xây 7 cái dòng tinh lâm á. À vậy hả? Có 7 cái dòng tinh lâm anh không giúp nha. Có 7 cái dòng tinh lâm anh không giúp nha. Bạn á, nếu mà người muốn hành thông trí tuệ, bạn phải cầu ơn. Bạn phải cầu ơn. Em bé bé thốt con miếng lại. Bạn nữa, nghĩ cho bạn với mấy. Đây bạn này cũng có ý tưởng rồi. Đó là ý tưởng mà khi tôi gặp đứa tôi thích và khi tôi gặp đứa tôi ghét. À, đó. Khi tôi gặp đứa tôi thích thì chị nó dây chảy ra. Còn cái lúc mà gặp đứa ghét á, mặt mình ghê lắm, mình gớm lắm, thì khi đầu tác là tỏ thái độ của bạn đó. Anh thấy cái đó ổn không? Hai cái cực, khi mà mình gặp một người mình ghét thì đối xử khác, còn mình gặp một người mình thích thì đối xử khác. Nó sẽ có hai cái thái cực, nhưng mà nó sẽ rất là dễ đoán. Người ta sẽ biết hai cái cực nó khác nhau như thế nào. Tại vì ở đâu đó là người ta cũng đã có biết cái chuyện đó rồi. Như kiểu như này. Còn không thì các bạn sẽ phải khai thác một cái hành động gì đó nó dũng dàng lên. Ví dụ gặp người mình thích kéo già, gặp người không gặp người mình thích ôi tao muốn nó thấy không rồi tiếng nào. À, bạn thì xong, cái gì tiêm xong rồi đó, cảm ơn nhanh nha. Rồi tôi nói là gì? Ok, nha. Ok, dạ, cảm ơn làm nhiều nha. Đúng rồi, là xong rồi, 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 xong rồi,